Hello, Quốc Võ xin chào tất cả các cô chú bác, anh chị, các bạn, các em thân mến nha. Hôm nay mọi người có khỏe hay là không? Công việc thế nào? Quốc Võ tiếp tục chia sẻ câu chuyện về em Phạm Nhân Thành có vợ là chị em Khuyên đó, đang điều trị tại bệnh viện Việt Cuba ở Đồng Hới. Thì hôm nay là có thể là bên phía của em Hà Huy Khánh sẽ đem một số tập tịnh tài á xuống dưới đó để thăm hỏi em Phạm Văn Thành, có một chút gì đó gọi là những cái tấm lòng của mạnh thường quân xa gần đã gửi đến cho vợ chồng em với một cái lời cầu chúc là chúc cho mau lành bệnh để trở về nhà với chồng con. Cái điều đó là cái điều thật sự là mọi người rất là mong muốn. Không có gì hơn trong lúc này là mọi người cũng đang cầu nguyện cho vợ của Thành sớm bình phục. Bởi vì thấy cái hoàn cảnh đó nó quá là đáng thương. Nó đau đớn trong từ trong thể xác lẫn tâm hồn luôn mà không có nói ra được. Ví dụ như là có những người thì mình đau thì mình nói là mình đau. Hoặc là mình ra một ký hiệu, dấu hiệu gì đó. Cái này là đau mà cũng không có ra hiệu được, cũng không có nói được. Thì nó quá sức là đau khổ. Cho nên mình nghĩ tới một cái cảnh đó, cái hoàn cảnh đó thì mình thấy là mình không cầm lòng được. Bây giờ cho nên Quốc Võ cứ day dứt về vấn đề này, không biết làm cách nào để có thể giúp được nó nhiều hơn nữa. Bởi vì sức người nó có hạn thôi, khả năng mình có hạn thôi. Thì đến hôm nay cũng có một vài người thân hữu, bạn bè của Quốc Võ cũng gọi điện thoại tới và cũng xin đóng góp một phần nào về tịnh tài. Lần thứ hai đó, tức là lần đầu tiên thì Quốc Võ đã gửi cho 50 triệu rồi. Thì hôm nay có thể là Hà Quý Khánh sẽ xuống như trao. Rồi bây giờ bắt đầu là lần thứ hai. Lần thứ hai thì cũng bạn bè ở xa xa, những tiểu bang khác cũng cũng gọi điện thoại tới, cũng cứ gửi về chút đỉnh. Thì Quốc Võ sẽ cố gắng dồn lại đó để cho nó khá rồi mình sẽ gửi về một đợt thứ hai. Nhưng mà hôm nay Quốc Võ nghĩ ra một cái chiêu một cái chiêu mới. Đó. Tức là Quốc Võ sẽ đàn một vài bài nhạc hòa tấu vui vui để cho các bạn gần xa thưởng thức. Thì nếu như các bạn mà thấy mà hay á thì các bạn ủng hộ. Nếu như các bạn ở Việt Nam thì các bạn ủng hộ vào thẳng cái tài khoản của Phạm Nhân Thành luôn để cho nó tiện. Còn nếu như các bạn ở Mỹ á thì các bạn cứ liên lạc với Quốc Võ theo số phone là 714-247-9474. Đọc lại là 714-247-9474 tại Mỹ, để có thể là mình trao đổi nhau thêm về cái hoàn cảnh của em Thành rồi có một cái hướng đóng góp gì đó cho nó cụ thể đó. Thì Quốc Võ nghĩ ra một cái chiêu mới, tức là mình không có khả năng thì mình dùng cái tài năng để mình có thể là quyên góp, bằng cách là Quốc Võ sẽ chơi một cái liên khúc cha 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 cho các bạn nghe. Bởi vì một cái ngày nó đẹp trời như thế này, một trong những ngày đầu tuần, các bạn đi làm việc cũng rất là gian nan, cũng cực khổ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi công việc khác nhau thì ai cũng có cái nỗi niềm riêng. Cho nên chúng ta cần những cái âm nhạc nó làm cho chúng ta cảm thấy nó hưng phấn hơn trong ngày làm việc. Các bạn có thấy rõ cái đúng mà. Âm nhạc lúc nào nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn và nó sảng khoái. Đó, khi mà mình mệt mỏi đó, mình cực khổ hoặc là mình có một cái vấn đề gì đó buồn phiền trong trong lòng á thì mình nghe nhạc nó sẽ rất là thấm. Thì trong cái câu chuyện của Phạm Minh Thành cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta coi những cái clip của cái kênh Hà Huy Khánh quay lại cái cảnh mà những trong bệnh viện hoặc là cảnh mà em Phạm Minh Thành em nói chuyện đó, thì chúng ta cảm thấy nó rất là đau lòng, nó rất là đau xót, rất là xót xa, làm cho chúng ta cảm thấy một chút gì đó nó hơi lăn tăn, nó hơi khó khó chịu trong trong lòng. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nghe được một vài bản nhạc mà nó vui vui thì chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Thì cái cách đó là cái cách mà Quốc Võ có thể là mình quyên góp nó hiệu quả và nó hay nhất. Thay vì mình cứ ngồi đây mình nói như thế này thì nó cũng chưa hiệu quả bằng là mình làm một cái gì đó cho các bạn để cho các bạn cảm thấy thoải mái, thì các bạn có thể là đóng góp thêm. Một người 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, một vài triệu thì tùy theo khả năng của mỗi người thì nó rất là ý nghĩa, tùy theo khả năng của mình thôi, đúng không ạ? Giả sử như các bạn cũng không có
có tài chánh để đóng góp thì các bạn có thể là mình cầu nguyện cho vợ em Thành chơi sớm bình phục lại. Còn các bạn mà có chút đỉnh mà dư giả đó thì các bạn có thể nhín một ly cà phê thôi, hoặc là một buổi ăn sáng, để chúng ta dành cái số tiền đó chúng ta gửi thẳng trực tiếp cho tài khoản của Phạm Văn Thành. Thì Quốc Võ sẽ có một cái sẽ để lên trên cái clip này nè, trong cái phần mô tả đó, cái số tài khoản của Phạm Văn Thành, để cho các bạn ở Việt Nam thì các bạn có thể là trực tiếp quyên góp vào trong tài khoản này, để cho em có một số tiền, thứ nhất là chữa trị cho vợ, thứ hai là trả nợ cho cái vay cái lãi nóng. Thì các bạn đã biết rằng là vay cái lãi nóng á, thì cái phần trăm của nó rất là cao, và nếu mà chúng ta không trả đó thì chúng ta sẽ rất bị rất là phiền. Cho nên là cái vấn đề về cái trả lãi nó cũng là nhiều tiền lắm á, chứ đừng nói tới cái trả vốn. Cho nên khi mà nhắc tới cái vụ mà vay lãi nóng á, thì sợ lắm. Trường hợp này, ví dụ như là ban đầu vay có 100 triệu thôi, nhưng mà vài ba tháng sau hoặc là một năm sau thì nó lên tới mấy trăm triệu luôn các bạn. Ghê lắm. Càng ngày nó càng chồng chất. Cho nên làm gì làm cũng phải dứt điểm cái vụ mà lãi nóng đó càng sớm càng tốt, thì nó sẽ đỡ hơn cho mình. Cho nên thật sự đây là một trường hợp rất đáng thương mà Võ chia sẻ trong những ngày gần đây. Thì mong rằng mọi người hãy hoan hỷ giúp đỡ. Bây giờ mọi người hãy nghe một cái liên khúc cho cha cha để cho nó thoải mái. Và khi mà các bạn mà thấy mà hay á, thấy hấp dẫn á, thì các bạn có thể là ủng hộ cho em Thành nhiều hơn tí. Có thể là những cái bản này nó sẽ dính cái bản quyền của nhạc. Bởi vì thường thường mà chơi nhạc ở trên YouTube á, những cái bài hát mà quen thuộc á, thì chắc chắn nó sẽ dính bản quyền. Nhưng mà không sao, Quốc Võ làm YouTube thì cũng không có quan trọng lắm về cái vấn đề về kiếm tiền từ YouTube. Bởi vì cái tiền của YouTube á, thì nó rót vào trong cái hội thiện nguyện Trái Tim Việt hết. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này là mình giúp đỡ ngay lập tức những cái hoàn cảnh ngặt nghèo. Mình giúp cái nghèo á, thì mình giúp sao cho sể, nhưng mà mình giúp cái ngặt á. Cái ngặt là cái mà cần thiết trước mắt, nó quan trọng nhất. Mình thấy chết là mình phải cứu, mình không thể không cứu được. Vì vậy cho nên đó là những cái lời tâm sự của Võ tận đáy lòng mà Võ muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn hãy cùng nghe một cái liên khúc cha-cha-cha nha.
Đó, được các bạn nghe xong thấy sao nè, được không? Được thì vui lòng quyên góp nha, cho em Phạm Văn Thành để cho em có số tiền giúp đỡ cho vợ của mình để mau hết bệnh. Rồi, cảm ơn tấm lòng tốt của tất cả mọi người nha. Quốc Võ xin tạm dừng ở đây và mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là an bình hạnh phúc, thân tâm an lạc và vạn sự như ý ha. I love you mọi người.